bất ngờ, yêu thích, mong chờ kết quả. Đó là tâm trạng của nhiều ứng viên tham gia phỏng vấn giành học bổng thạc sĩ quản trị kinh doanh hôm nay tại Viện Quản trị Công nghệ FSB, Trường Đại học FPT Hà Nội. Ra buổi phỏng vấn hôm nay thì mình cảm giác có một điều gì đấy rất là thoải mái từ các thầy cô phỏng vấn. Thì nó là giống như một buổi trao đổi về các cái kinh nghiệm, về đứng trên cái góc nhìn quản lý và những cái vấn đề xã hội, vấn đề về bóng đá. Đó là một cái chuyện rất là thoải mái, là mọi người có thể connect được với nhau. Những chủ đề mang tính thời sự như mức lương của huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo, chủ đề về quỹ đầu tư nội địa có ý định đầu tư vào công ty Ba Huân đã được đưa vào buổi phỏng vấn. Ứng viên vì thế cũng hào hứng tranh luận với giám khảo. Câu hỏi về huấn luyện viên Park Hang-seo của Việt Nam thì có hai câu hỏi là về lương của huấn luyện viên Park Hang-seo, và câu hỏi thứ hai là tại sao lại các huấn luyện viên nội lại không thể bằng huấn luyện viên ngoại. Thì ở trong cái buổi phỏng vấn thì mọi người đã trao đổi với nhau về tại sao có thể trả lời được những cái câu hỏi đấy. Có nghĩa là ở đây là mọi người là rất là không phải là một người làm theo một bài riêng biệt, mà mọi người là có thể tự do là góp ý vào để cho những cái buổi phỏng vấn đó, những cái ý đấy nó có thể là nhiều nhất có thể. Theo đại diện Viện Quản trị Công nghệ FSB, việc đặt câu hỏi thông qua tình huống không phải để tìm ra người có câu trả lời đúng, mà là hiểu rõ cách ứng viên phân tích, suy luận cũng như thuyết phục của họ về câu trả lời, cũng là tìm ra các ứng viên tiềm năng cho các suất học bổng của nhà trường. Thì trường rất là mong muốn rằng là khi học viên trước khi mà vào học thể hiện được cái năng lực cá nhân của họ về vấn đề nhìn nhận những cái tình hình kinh doanh ở Việt Nam và đưa ra những cái quan điểm của mình về việc quản trị kinh doanh. Học viên có thể là có những nhận thức chưa chín muồi về đấy, thì đấy cũng là những lý do mà cần phải có chương trình đào tạo. Thế nhưng mà để trao học bổng thì chúng tôi cũng muốn lựa chọn những học viên nào mà có cái năng lực tốt hơn các học viên khác, để các anh chị ấy có thể là những cái người mà đóng vai trò làm phong trào hoặc cũng như là đóng vai trò nòng cốt trong lớp. Đấy thì đấy là mục tiêu của buổi phỏng vấn trao học bổng. Thì học bổng của trường không phải là để trao cho những cái học viên mà bình thường, mà trường rất muốn đưa ra những cái khuyến khích cho những người nào mà thực sự có những cái tinh thần kinh doanh tốt và có cái khả năng tốt. Học bổng thì nó cũng thực sự giúp mình khá là nhiều. Thứ nhất là về mặt tinh thần, nó là đi học mà có học bổng thì bao giờ cũng cảm thấy sẽ vui hơn. Còn ngoài ra về mặt tài chính thì khi nó đỡ được một phần thì cũng là một vui rồi. Đối tượng được quyền tham gia xét học bổng là công dân Việt Nam, đủ điều kiện nộp hồ sơ thi tuyển các chương trình đào tạo sau đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc, có tố chất lãnh đạo, tham vọng và quyết tâm.